Tiếp tục diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung, Phượng Thanh Nhi đã cảm ứng được khí tức cổ hoàng huyết tình trong nhẫn chữ vật của Tiểu Viêm. Sau khi dùng bí pháp độc môn thăm dò thì lại không phát hiện nữa. Cô ta không cam chịu kết quả này và vẫn cho rằng Tiểu Viêm đã giấu nó đi chỗ khác. Tiểu Viêm thì lại giả vờ như mình vô tội. Phong Tôn giả cũng lên tiếng cảnh cáo, lúc này đã để cho cô ta kiểm tra rồi. Chứng cứ đã sáng như ban ngày, nếu còn tiếp tục làm càn nữa thì ông sẽ không nể mặt đâu. Thấy tình thế căng thẳng, Lôi Tôn giả cũng nhắc nhở đệ tử của mình dừng lại. Phượng Thanh Nhi nghe vậy đành phải nghiến răng bỏ qua cho lần này, nhưng cô ta vẫn ủy hiếp rằng chuyện này sẽ không lắng xuống. Phượng Thanh Nhi tức điên tiết, nhưng xung quanh lại có vài trăm con mắt nhìn chằm chằm. Cô ta không còn cách nào khác là làm theo những gì trước khi thi đấu đã nói là xin lỗi Tiểu Viêm. Còn ân oán giữa Phong Lôi Các và Tiểu Viêm, Lôi Tôn giả đồng ý bỏ qua. Đồng thời cũng cảnh cáo hắn rằng nếu như hắn truyền bí kíp Tam Thiên Lôi Động ra ngoài thì Phong Lôi Các sẽ trở mặt vô tình, không ai có thể cứu hắn được. Phong Tôn giả nhanh chóng cáo từ rồi cùng với Tiểu Viêm và Mộ Thanh Loan rời đi. Phượng Thanh Nhi thì truyền tin cho gia tộc về chuyện Tiểu Viêm nắm giữ cổ hoàng huyết tình. Sau khi đã đi tới nơi vắng vẻ, Tiểu Viêm phải dừng lại giữa đường để trị thương. Ban nãy hắn để cổ hoàng huyết tinh vào trong dị hỏa, cho nên Phượng Thanh Nhi mới không kiểm tra ra. Ba giọt cổ hoàng huyết tinh trước mặt chỉ là một phần. Phần còn lại bị nhiệt độ cao trong dị hỏa đã làm cho năng lượng huyết tinh lan tỏa ra toàn cơ thể. Bây giờ muốn ép hết ra là không được nữa rồi. Tiểu Viêm chọn cách luyện hóa toàn bộ huyết tinh. Hắn dùng dị hỏa tạo thành một cái lò rồi bắt đầu thiêu đốt huyết tinh. Sức mạnh trong tinh huyết quá lớn, còn dữ dội nữa. Kinh mạch cơ thể hắn có dấu hiệu sụp đổ. Lần này thì đúng là trời quá lớn, cho dù có thể cứu được tính mạng thì cũng sẽ bị trọng thương nghiêm trọng. Đúng như những gì đã nói, cơ thể hắn dần dần bị quá tải. Đúng vào lúc tưởng như hắn sẽ phát nổ, thì Tiêu Viêm lại nhanh trí dung hợp sức mạnh huyết tinh vào trong bộ cánh. Nhờ đó có thể tiêu trừ được cỗ năng lượng cuồng bạo, thương thế khôi phục hoàn toàn, cơ thể cứng rắn hơn trước vài lần. Mà bộ cánh phía sau lưng cũng có thể sử dụng làm vũ khí tấn công, uy lực không thể khinh thường. Mọi việc nguy hiểm đã giải quyết xong, Phong Tôn giả cũng có thời gian hỏi thăm về tình hình của Dược Lão. Tiểu Viêm cũng đem mọi chuyện kể lại. Sau khi biết hung thủ là Hồn Điện thì Phong Tôn giả cũng tức giận, quyết không đội trời chung với bọn chúng. Đồng thời ông còn muốn truy nã Hàn Phong. Tiểu Viêm nghe vậy, đành cho biết mình đã báo thù rửa hận cho Dược Lão rồi. Hàn Phong bây giờ chỉ còn lại một tia linh hồn. Sau khi nhìn thấy Phong Tôn giả, Hàn Phong lập tức hoảng hốt, gã vội vã bỏ chạy nhưng Phong Tôn giả đâu cho phép. Ông chỉ cần bạo phát đấu khí đã đánh thủng ngọn núi, dọa cho Hàn Phong không dám manh động nữa. Gã ta bị tóm cổ nhấc lên như con gà. Phong Tôn giả định giúp Dược Lão thanh lý môn hộ. Tiểu Viêm vội ngăn cản, tên này biết tung tích của Dược Lão nên hiện tại vẫn phải giữ lại cái mạng của gã. Dự định tiếp theo của hắn là đến đàn tháp tham gia đại hội luyện đàn. Còn Phong Tôn giả sẽ trở về Tình Vấn Các rồi liên lạc với các bằng hữu của Dược Lão để nghĩ cách cứu viện. Phân phó xong xuôi, Tiêu Viêm và Lâm Diễm cũng rời đi. Vừa phi hành, Lâm Diễm vừa cho biết đan tháp nằm ở Đan Thành. Cách nơi này rất xa, cho dù là sử dụng không gian trùng động thì cũng cần phải một tháng mới tới nơi. Xem tới đây, tập phim đã khép lại, hành trình giải cứu Dược Lão vẫn còn rất dài. Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!